Âm Thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, quay trở lại với quý vị và các bạn trong clip của ngày hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2018. Cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh xin test một chiếc đầu giải mã Soli có mã là 59ESG, có mặt màu vàng, hai hồi gỗ, để gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, vị khách có địa chỉ và tên như sau. Vâng, xin test gửi anh Nguyễn Đình Nguyên, anh có địa chỉ là phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, hôm trước thì cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh về được hai chiếc, một chiếc là màu vàng và một chiếc là màu đen. Và xin thông báo cho quý khách hai chiếc đều có chủ, một chiếc màu đen thì của vị khách ở Thanh Hóa. Vâng, sau clip này thì cửa hàng sẽ test hàng gửi cho hai vị khách liền. Vâng, và xin đính chính lại, hôm trước cửa hàng về có thông báo là chiếc đầu giải mã Sony không cần đĩa mồi. Vâng, nhưng cửa hàng xin lỗi là đây là chạy băng dây và được làm giải mã DA. Vâng, cửa hàng đang kết nối cùng với một chiếc pau công suất của Mazang SM8 và một chiếc dè đèn 3525 mã của hãng Luckman và một cặp loa JBL4425 và lấy nguồn phát từ trên chiếc đầu Mazang 72A. Vâng, mọi thông tin chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, giá của những sản phẩm này như sau. Vâng, chiếc bao công suất của hãng Mazang SM8 thì có giá là dưới 16 triệu. Và chiếc dè đèn 3525 mã như chiếc màn ống kính quý vị và các bạn đang nhìn thấy đây có giá sấp xỉ 30 triệu. Và chiếc đầu Sony giải mã 59ESG có giá dưới 8 triệu. Một chiếc đầu CD Mazang có giá dưới 16 và cặp loa có giá dưới 37 triệu. Vâng, sau đây cửa hàng xin mời quý vị và các bạn cùng vào thẩm âm và xin mời anh Nguyễn Đình Nguyên cùng vào thẩm âm sản phẩm của mình anh đã lựa chọn bên cửa hàng ngày hôm nay. Oh,
Tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.